mừng các anh chị đến với Dandy, thương hiệu nhà bếp cao cấp hàng đầu Việt Nam. Ngày hôm nay, em và sẽ mang đến cho anh chị một sản phẩm vô cùng đặc biệt, một sản phẩm mà được rất nhiều khách hàng ưa chuộng trong thời điểm hiện tại. Và đây là sản phẩm em Toàn muốn giới thiệu cho các anh chị trong video này, chiếc máy hút mùi model KP652. Nói về công nghệ của chiếc máy này cũng như hầu hết các dòng máy trên thị trường, nó đều có các công nghệ, ví dụ như là công nghệ cảm ứng đèn, rồi là công nghệ làm sạch. Thì chiếc máy này thì nó còn một cái công nghệ nữa, đó là điều khiển bằng bàn tay, top control. Vẫy tay từ trái qua phải là các anh chị có thể mở chiếc máy lên. Và chúng ta cũng có thể là thay đổi tốc độ, hoặc là tắt thì chúng ta vẫy tay ngược lại. Tiếp theo nó còn có cái chức năng, đó là đèn Big LED như em đã nói. Thì với cái đèn Big LED này thì nó sẽ giúp cho căn bếp của các anh chị nó luôn sáng. Trên này nó còn có cái đồng hồ thời gian thực, các chị hoàn toàn có thể đặt thời gian ở đây và nó sẽ rất tiện trong việc là chúng ta căn giờ cho việc là nấu các cái món ăn ở phía dưới. Em Toàn sẽ hướng dẫn các anh chị, đó là chúng ta sẽ cài đặt thời gian. Để cài đặt thời gian thì chúng ta sẽ ấn vào nút có hình đồng hồ trên bàn điều khiển và chúng ta giữ trong vòng 2 giây. Khi mà đồng hồ bắt đầu nhấp nháy thì chúng ta sẽ dùng các phím cộng và phím trừ đây để điều chỉnh thời gian. Với phím cộng thì chúng ta sẽ điều chỉnh đó là giờ, ví dụ ở đây hiện tại em Toàn đang là 2 giờ. Và phím trừ chúng ta sẽ sử dụng điều chỉnh phút. Đấy. Hiện tại giờ của em Toàn là 2:10, em đã chỉnh 2:10. Và sau khi chỉnh xong thì chúng ta ấn vào nút đồng hồ lần nữa để xác nhận. Như vậy là chúng ta có thể cài đặt xong cái thời gian thực trên này. Bình thường nếu mà chúng ta vẫy một lần thì máy sẽ ở trong chế độ chờ 3 phút nó sẽ tắt. Vẫy lần thứ hai thì nó sẽ tắt hẳn. Còn lại các anh chị có thể điều khiển trực tiếp trên màn hình cảm ứng như này. Ta sẽ thử là cái công suất của chiếc máy này các anh chị nhé. Ví dụ đây là khói nó sinh ra trong quá trình nấu nướng. Thông thường thì nấu nướng các anh chị sẽ không sinh ra nhiều khói như này. Thì nếu sinh ra nhiều khói như này thì hệ thống báo cháy nó sẽ báo cháy. Nhưng mà các anh chị có thể thấy là chiếc máy này sẽ hút với cái lượng khói lớn như này như nào. Toàn bộ khói nó đều bị hút lên. Còn nếu mà nó vừa lên trên thì nó sẽ bị hút ở bên dưới này. Như vậy là với cái công suất như này thì nó sẽ đảm bảo được việc là các anh chị nấu nướng vô tư mà. Còn nếu mà khói nó nhiều hơn nữa chúng ta sẽ mở cái này ra. Thì 100% là cái lượng khói sinh ra nó sẽ bị hút lên trên. Với cái công suất là F3 như này thì nó có thể hút tối đa lên đến 22 m³/giây. Các chị thấy thế nào về sản phẩm mới của Dandy? Hãy cho em một bình luận ở dưới phần comment nhé. Thì xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi video của Dandy. Chúc các anh chị có những giây phút nấu ăn vui vẻ trong căn bếp và gia đình mình. Xin chào và hẹn gặp lại.